7. Cầu Sa Long. Phần 57. Ở đây là khu vực đèo Ma Thì Hồ ở xã Sa Long, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên các bạn. Hành trình từ Sapa mình qua Điện Biên, đi ngang con đèo này. Của hành trình đi từ Bắc vào Nam của vợ chồng mình. Chương trình đi của vợ chồng mình là từ điểm cực Bắc ở Lũng Cú. Mình đi về điểm cực Nam ở mũi Cà Mau, dài khoảng 3.000 km. Và hành trình của vợ chồng mình là đi theo quốc lộ 14, đường quốc lộ 6. Và hiện giờ là vợ chồng mình đã đi đến đèo Ma Thì Hồ ở xã Sa Long, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Tối nay vợ chồng mình đến nghỉ ở thành phố Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên, nơi ghi dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ đây đến thành phố Điện Biên Phủ còn 60 km nữa. Có gì không? Thơm không? Không có gì đặc sản hết, thơm thơm núi. Kêu cũng đi chơi mất tiêu. Đi rất cũng quen. Giống như đi uống cà phê, không uống cũng được, thấy đó ngồi. Tôi không đi, sao mà đi cũng sao. Đây thả ngựa. Thả ngựa không còn dây cương, không có gì hết. Thả như thả trâu. Ngựa, ngựa không có dây cương hết. Thả như thả trâu, thả dê. Không ăn đâu, ăn đi đâu đây. Thôi mà không muốn mua làm gì. Rừng rừng chứ không có. Không có rừng. Mấy người dân tộc, mấy người đi con mình. Mua nhiều mới bán, mua cái không bán. Cái gì? Xịt lên xe đi ngang nóng vô mười thôi. Dốc mình thấy bình thường, xe để chở nặng mất chết. Mấy dốc này 10 độ, 11 độ mình lên bình thường. Xe chở nặng mình xịt vô xe, đi ngang nóng hổi. Mấy cái số mình phải
Trời ơi, xe chết luôn. Lũng bánh hay gì đấy, chạy luôn. Lũng bánh thì chạy luôn chứ hơi nào đẩy. Chạy kiểu nào cũng kệ nè, nổ máy được rồi. Nhưng mà leo lên chạy mẹ nó đi, về nào không bỏ rồi. Tiếng lên xuống liên tục mà thoải mái quá. Tới ruộng luôn rồi, hồi đi lên đây là thấp nhất à, ruộng luôn. Mọi nhiêu chuyện bán rồi hết rồi. Lắm mà thấy khu dân cư bình thường thôi, cái gì đâu.
vào thị trấn Mường Trà. Chưa làm chữ nữa, mới có gắn lên. Tiếp tục các bạn, ghé ăn chơi nhiều chuyện chút, ăn uống nhiều chuyện chút đi, tiếp tục. Điện Biên 54 km. Cái này cải chua rồi, tao cũng muốn y mình thôi. Nói chung cái gì cũng giống mình hết, có cái ít hơn mình thôi. Đồ nó ít hơn mình, mặt hơn mình nữa. Nó làm không có đậm đà như cái trong mình, nó không có chế biến như mình. Tại vì tôi thèm cái chua thôi, tôi không biết gì mà tôi làm. Đây làm đơn giản, ăn ăn về cơ bản. Đặc sản về nhà bóc điện thoại alo cái là đem tới nhà anh để. Nhà mua ở đâu cứ bật điện thoại lên là có liền. Mở điện thoại mấy cái sàn giao dịch điện tử có hết. Đi đâu chỗ mệt. Còn cũng ăn ngon, cái về Sài Gòn ăn thả cửa. Khỏi đâu xa. Không ai chiên mùi dầu thì tôi ớt, nhưng mùi dầu tôi ớt. Đây xài bằng mỡ không à? Ráng bằng mỡ. Em tôi buồn muốn ói luôn. Nhưng mà là có bầu mấy tháng. Đây ráng bằng mỡ, cái gì cũng ráng bằng mỡ. Ủa có mua gì giữ vô thành phố mua. Không thì thành phố cái đó vô ở đây có rồi, đậu xe được. Tới thành phố mua. Không ai xách đi bộ nổi. Ghét thành phố thì nó không có đậu dừng. Cấp đậu cấm dừng mình mua gì cũng không được. Mà mấy cái tỉnh lẻ này thì nó lại không có siêu thị lớn. Có điện mới sạch. Không có tiện lợi. Nó không có cửa hàng ấy. Nó toàn tiệm tạp hóa bình thường thôi. Xử lý là còn HD thôi, nó mất cái 4K. Hãy subscribe.
xe khách ở Hà Nội rồi chạy lên dắt. Đi đâu đi đường này? Có trụ cầu. Đất sẽ ấn quá. Đường liền á thì cà lết cà lết lết không, tới đường đèo dốc cũng kéo ao ao ao. Đường liền phải cho 50 với cho 50 cho cái 20 à. Vô đồi núi cho 60 chạy ao ao. Đó, núi cây xanh thì được. Tình mướt luôn. Biết cái đau chết liền. Quyện Mường. Hồi nãy đó là Ủy ban quân đội huyện Mường Trà. Đấy là cái huyện Mường Trà là đây rồi chứ. Hiện đây cái chỗ Ủy ban quân đội gì đó. Đó này là Mường Trà. Còn bên đó Trung Quốc là tới Việt Nam. Không. Không biết, nhiều khi bên đó là Trung Quốc cũng chừng mình không biết. Đây giúp lên biên giới là chắc Trung Quốc. Khu vực biên giới phải không? Trong bên đây là của mình, trong bên kia Trung Quốc. Đúng rồi, nhiều khi bên đó là Trung Quốc cũng chừng. Trung Quốc cũng nghèo khổ với mình đó. Điều núi như vậy. Thì có con tia này thôi. Thì có mình đi thuộc mong biên giới qua lại thế này. Thì cái chỗ mà Lào Cai đó, tụi nó đi qua nước pháo là đứng bên kia bờ nước pháo vòng bên đây. Tới còn chạy qua mày. Càng bóp càng nó càng đi qua. Bóp càng là cảnh báo xe ngược chiều á, né mình. Nó phải giảm tốc độ vì mình chạy lấn ngược chiều. Tự ăn từ sáng tới chiều tối luôn không có làm gì đâu. Cái người đi theo thả đó ngồi nó dốc chơi, hai ba người ngồi nó dốc. Cái này không có ai nó dốc ngồi mình. Ai có lại đi đâu. Ăn từ sáng tới chiều nó có làm gì đâu. Nước thì theo cái đường này nạn uống. Ăn cơm đồ dở cơm theo đó, ăn trâu dở cơm theo. Cơm có bán gì không kịp theo trên cơm không ăn không thôi ăn rác lử lắm. Cơm này chỉ nấu canh chua thôi mà đây không có thấy ai nấu canh chua. Cá có thịt có cá đây là coi trứng mà còn không biết coi trứng với thịt mà. Đây thủy điện hay gì trên đó sao mình cao dữ làm ống dẫn nước hay gì thủy điện xuống. Đó. Xe cái gì mà về thế vậy? Xe đá xe bọt gì đó xe đá đúng gạch á để nó tuột từ trên xuống. Thank you.
thủy điện Mường Mương. Và vợ chồng mình xin kết thúc video ở bản Na Sang, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Và vợ chồng mình cảm ơn tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video cô vợ chồng mình. Dạ xin cảm ơn.